Minh Khoa xin kính chào quý khán thính giả. Mời quý vị theo dõi phần điểm tin tối thứ năm ngày 27 tháng 2 năm 2020. Sau đây là một số tin đáng chú ý trong ngày. Thưa quý vị, trước tình hình lượng người đến từ Hàn Quốc đông trong khi dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, một số địa phương ở Việt Nam đang lo quá tải tại các bệnh viện dã chiến. Các lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật ở Hà Nội cho biết đang có hiện tượng ùn ứ ở sân bay quốc tế Nội Bài vì khả năng tiếp nhận các khu cách ly tập trung ở Hà Nội có hạn. Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho biết, tính đến sáng ngày 27 tháng 2, việc cách ly tập trung tại trường quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô đã lên tới 650 người từ Hàn Quốc, trong đó chủ yếu là người Việt và 7 người Hàn Quốc. Dự báo số người đăng ký về Việt Nam trong ngày 27 tháng 2 là 900 người. Trường quân sự hiện chỉ có thể tiếp nhận khoảng 800 người. Truyền thông trong nước trích lời ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cho biết, mỗi ngày, trung bình sân bay Nội Bài có khoảng 1.500 người về từ Hàn Quốc. Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết, Sở Y tế đang phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô, trình phương án lập 2 bệnh viện dã chiến với quy mô 600 giường mỗi bệnh viện, dự kiến tổ chức triển khai khi dịch bệnh lan rộng cộng đồng và số bệnh nhân trên 3.000 người. Giới chức tỉnh Khánh Hòa hôm ngày 27 tháng 2 cho biết, địa phương này cũng đang đối mặt với lượng người nhập cảnh từ Hàn Quốc về sân bay Cam Ranh đang tăng lên từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 2 vừa qua, chủ yếu là người Việt hồi hương. Lượng người về từ Hàn Quốc ở sân bay Cam Ranh trong ngày 25 và ngày 26 là 141 và 192 người. Hiện sân bay Cam Ranh có 3 phòng cách ly với sức chứa khoảng 100 người, khả năng tối đa cho một lần sàng lọc cách ly khoảng 200 người. Giới chức y tế Khánh Hòa lo với việc áp dụng cách ly cho toàn bộ hành khách về từ Hàn Quốc, không kể từ vùng dịch, thì việc cách ly sẽ rất khó khăn do số lượng người về rất lớn. Hàn Quốc hiện là ổ dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc, với số ca nhiễm bệnh lên tới 1.700 người và 13 ca tử vong tính đến ngày 27 tháng 2. Một người Hàn Quốc 68 tuổi sau khi từ Việt Nam về nước đã bị xét nghiệm dương tính COVID-19, theo thông tin từ chính phủ Hàn Quốc. VN Express trích lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng hôm ngày 26 tháng 2 cho biết, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã đề nghị Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc cung cấp thêm thông tin về người nhiễm bệnh này. Bộ Y tế Việt Nam và Hàn Quốc sẽ trao đổi thông tin về bệnh nhân này qua các kênh chính thức theo các quy định về y tế quốc tế. Bộ Ngoại giao đã thông báo cho Bộ Y tế về vấn đề này, bà Hằng cho biết. Người Hàn Quốc có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 hôm ngày 23 tháng 2, sau khi từ Việt Nam về nước hôm ngày 16 tháng 2. Hiện Việt Nam đã ngưng tiếp nhận tất cả những người đến Việt Nam từ các vùng có dịch COVID-19 ở các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Ý và Iran. Hành khách đến từ các quốc gia có dịch phải điền bản câu hỏi kiểm tra y tế và cách ly 14 ngày. Cho đến hiện nay, Việt Nam mới ghi nhận 16 ca COVID-19 và thông báo tất cả các ca này đã khỏi bệnh. Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách các nước có biểu hiện virus lây lan trong cộng đồng. Bộ Y tế Việt Nam hôm ngày 27 tháng 2 cho biết, cả nước đã cách ly thêm 61 người nghi nhiễm COVID-19, đưa số người nghi nhiễm lên 92 người. Những người nghi nhiễm bao gồm người Hàn Quốc, Trung Quốc nhập cảnh từ vùng dịch, người Việt Nam từ Hàn Quốc và Trung Quốc về nước, có các triệu chứng viêm hô hấp, tất cả đều được cách ly tại các cơ sở y tế. Số ca nhiễm bệnh trong ngày 27 tháng 2 được nói là tăng đáng kể so với mức của 2 tuần trước đó và gần bằng mức cao nhất trong tháng 2 là 97 người hôm ngày 12 tháng 2. Bộ Y tế nhận định trong thời gian tới, Việt Nam có thể ghi nhận thêm những ca nhiễm mới. Trong suốt 14 ngày qua, Việt Nam vẫn chưa ghi nhận thêm ca nhiễm mới nào. Vừa rồi là một số tin nổi bật của ngày hôm nay. Cảm ơn phần theo dõi của quý vị. Hẹn lại quý vị vào phần tin tối mai cũng ngay trên Facebook và YouTube của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Việt Nam. Xin chào và cầu chúc quý vị một buổi tối thật bình yên.